500-600 ngàn một ký thôi là con cá nó rất là to, còn cá mình phải 900 ngàn nguyên con mới bán được. Cái này mà ăn cả gia đình mới hết cái khứa cá này, là nếu mà trưng lên nó vô cùng mặn. Cái cái cá này thì bây giờ bà bám rồi là 1 tỷ ghê. Cái bình muộn như vậy rồi mình nó bỏ vào hộp rồi mình đóng lối này nó đi nước ngoài được. Cái cá này nó hút mùi nữa, nó nặng lắm. Sủ. Hay quá. Hay. Bây giờ để mình để tủ cho nó gọn. Thì con này là giá làm sao con Ngọc? Nếu con này làm ký 900 ngàn. 900? Dạ. Bây giờ hơn ký không con? Con này chắc mình làm mới nha. À. Này là nó có đây là lập vịt nè. Qua đây là cô trâu. Lập thịt vịt đó hả con? Lập vịt á, đùi vịt á nha. Đùi vịt. Đùi vịt của Campuchia đây. Dạ. Là đùi vịt. Đây là cô trâu. Đây là lạp xưởng Campuchia. Cô trâu. Đây là cá thiều của Việt Nam. Trông nó rất là ngon. Nó khác hơn cái bất hảo của Việt Nam mình rất là nhiều. Thì cái trứng này thí dụ nó nguyên vẹn như vậy thì để bao lâu cũng không sao hết. Mà ví dụ như giờ nó lỡ rớt xuống nó bị nứt hoặc là nó bị bể cái tí xíu là mình phải dùng liền, nếu mình không dùng nó sẽ có một con dòi nhí. Ồ hay vậy ha, nó đặc biệt cái chỗ đó đó, nó bị dòi nhanh vậy hả? Bể là phải ăn liền, lỡ bể ra cũng không sao, còn hàng này không được nha, lỡ bể xuống là mình phải dùng ngay chứ mình để không được. Để ví dụ như giờ để là nó sinh dòi đi chết rồi, cái này nó bị như vậy rồi nè, chết rồi, nó bị như vậy rồi là bắt buộc phải dùng ngay. Nếu mà mình không dùng thì cái trứng này nó sẽ bị có con dòi nghe ám ảnh thiệt. Đó, thành ra đặc biệt nó rất là khó vận chuyển về, rất là khó nha. Như bình thường và bán giá một cái trứng vậy là một nhiêu trứng của... mình bán 25 ngàn. 25 ngàn, ví dụ như là 10 trứng là 250, mà khách nào đặt mình số lượng nhiều đó, muốn quà thì mình chỉ tính có 250. Đâu chị mời mấy em dụng thử không? Ủa? Xí dụng thử dạ là... Cái để là không được á. À vậy đó. Cái này ai ăn nghe cũng giỏi lắm. Em dùng nó khác lạ, Việt Nam mình rất là nhiều. Đâu em cũng thôi không có, không có có rành ăn mấy cái trứng ấy này, cho nên là khó mà phân biệt được lắm. Đây giới thiệu một vài món bún bò hóc người cam bán ở chợ Lê Hồng Phong của quận 10. Bây giờ sáng thì mới bắt đầu đưa lên này. Cá này thì bỏ hết xương, dạng như kiểu filê bỏ hết xương đã khách ăn. Còn đầu cá thì ai mà thích ăn đầu cá thì có giá là 70 ngàn một đầu nha mọi người. Đây đầu cá người ta buộc cái dây để mà nấu này, ăn với cái đậu đũa ha. Đây còn bún, đây bún thì để sắp sẵn như đây, bởi vì tới giờ cao điểm chợ đây đông lắm cho nên là lúc nào cũng phải sắp sẵn hết giờ đó. Chay chút nghệ bún rồi à, gia vị này gồm cái gì anh? Là trúc nữa hả? Dạ. Thì cái món này mình bán ở đây lâu chưa anh? Lâu rồi. Dạ. Mấy chục năm mà của ông bà để lại. Mấy chục năm rồi đó hả? Con cháu bán. Dữ ha. Để theo của ông bà. Ông bà đốc lên về năm 7. Cái đặc điểm của cái món này là có cái gì? Của người cam luôn. Dạ. Dạ. Bởi vậy cho nên cái cách nấu cái gia vị cho nó cũng khác ha. Nhìn cái nó lại. Cái món của cho đốc là khác nữa. À đúng rồi. Có nhiều người ta bán, người ta thấy mình bán được rồi, bắt đầu cái món của châu đốc là ta đẩy thêm nghệ. Nhưng mà hình như là các cái món của người cam người ta thường ăn với nghệ đúng không anh? Dạ. Đây quán thường khoảng mấy giờ là khách bắt đầu nó đông lên? Tầm 8 giờ mấy. 8 giờ mấy ha, buồn hơi một chút ha. Bây giờ là 7 giờ sáng ha. Bắt đầu xế mấy cái bún lên. Năm
qua chốt đây là bún bò chấp. Cái đầu không có đủ nó ha. Cá này mình luộc riêng rồi mình mới cắt ra vậy không, nó khỏi bể hả? Dạ đúng rồi, luộc xong rồi mới đẩy mới tách ra vậy. Gỡ xương hết rồi. Gỡ. Ồ, tách thành miếng vậy đó ha. Nói rõ với mọi người là quán này đến trễ là hết rồi, ăn nhanh lắm. Cho nên là muốn ăn là phải đến trước 8 giờ sáng nha. Mình thấy còn 3 nồi nước lèo nhưng mà tí nữa là hết nhanh lắm. Mình nấu cái số lượng tô rất là ít cho nên là khách đến đây ăn cũng giới hạn số lượng vì món này không thực sự phổ biến. Ăn rau theo kiểu giống bún mắm ha. Đúng rồi, ăn rau giống như bún mắm mà. Dạ. Em có một cái thắc mắc là cái món này mình không có cho nó cực kỳ sôi mà lại cho nó ấm 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 vậy anh? Cái đó là của miền ăn theo phong tục của nó vậy. Người Việt Nam là chế biến lại đòi ăn nóng không ạ? À. Đúng ra là ăn ấm ấm vậy ha. Ấm ấm rồi. Mùi rất là thơm, mùi trúc á, nồng lên. Trúc với ngại bún. Mà cái trúc này giống dây chanh vậy á. Ngại bún. Ngại bún, rồi dúng cù nghệ. Còn tô thường là giá nhiêu anh? Dạ, tô thường 50. À, còn tô đầu cá là 70. Đầu cá không thì 70. Thịt cá này mình chỉ luộc qua thôi chứ mình đâu có thêm gia vị gì đúng không anh? Dạ. Đó là anh trộn với gia vị nữa. À, cái cá phi lê này đã trộn với cái nồi gia vị. Tô 50. Ai đây tôi thường tô 50 ngàn. Ai thích ăn đầu cá thì làm thêm cái đầu cá nữa. Tôi lên bưng cho trên phòng cái tự. Sáng sáng bưng qua. Đây là chợ Lê Hồng Phong buổi sáng, mọi người nhìn buổi sáng thì nó không có tấp nập như buổi chiều buổi tối đó. Chiều tối ở đây là có ẩm thực như là đông quá trời luôn. Bây giờ buổi sáng thì người ta đi chợ thôi. Tí nữa mình sẽ dạo một vòng để mọi người xem được hàng hóa ở chợ này ha. Đây làm cả hai phần luôn để mọi người thấy phân biệt ha. Cái phần thường thì cá phi lê thôi, 50 ngàn một tô. Đây cái đầu cá thì có giá là 70 ngàn. Thì mà cái rau giống y như cái rau mình ăn bún mắm này cho ông khác kìa. Đây ở đây chậm chéo hả? Đường này là đường với ớt bột. À, đường với ớt bột. Rồi ăn mấy cái rau tôm mùi nữa. Rồi nói chung là vậy đó. Nước muối chứ không phải đường ha. Muối cho ông là vô vô cái là mặn quá cái là ăn không được nữa. Đây à, khi mà người ta cột á thì sau khi người ta đem nấu nắm lại thì người ta sẽ mở cái dây nhựa ra ha. Thấy cái đầu cá này nó cột cái dây nhựa nấu ra. Đây là tô cũng nêm bịch chóc tên tiếng Campuchia, khó dịch được cái tiếng nghĩa của Việt Nam lắm. Nó là một món danh từ riêng đó. Như vậy là cái món của người Cam này á, nó du nhập vô mình chắc mấy món rồi đó ha. Từ hủ tiếu Nam Giang nè, rồi cái gì, bún sim lo hả? Quá trời luôn, tính ra là còn ở mình nó cũng ảnh hưởng một vài cái món của người Cam kia. Nhiều chứng, lúc ăn riết rồi ăn sống mắm cá linh rồi đó cũng từ người Cam. Ăn riết rồi mình cứ tưởng là của mình, té ra là cái nguồn gốc nó là của người Cam.
Rồi thôi mời cả nhà ha, dùng bữa sáng nha. Và này ăn ấm lắm thôi. Đây là biến tấu thêm Việt Nam. Cho thực ra thì món này không có cái bắp chuối, và đặc trưng của món này đó là dưa leo phải băm nhuyễn nó như này. Đang mình lạnh lạnh gì đó. Có cái điều đặc biệt là bún cá mà là ăn ấm ấm thôi, chứ là người ta còn người Việt mình thì ăn mấy cái món này người ta sợ cái cá nó tanh á, thì người ta thường nấu chứ nấu nó sôi lên, còn này thì nó chỉ cần ấm ấm thôi là được. Đây là nước muối đây. Rồi đây là kế bên cái quán bún thì nó là một cái quán đồ khô cá, tôm, rồi là xưởng, đây bò như vậy, đây là bò sao á, đó trời ơi, hình như là mùa Tết cho nên là mình thấy hàng ở đây nó nhiều quá trời luôn đó, nhìn quá trời đồ luôn, bình thường thấy hình như là chợ nó không có nhiều vậy, bữa nay chợ quá trời luôn, tôm khô này, quá, có mắm nữa, anh bơ khía nữa, có anh bơ khía miền Tây nữa, rồi cái có gạo gạo Campuchia nữa nè. Đó. Cái gạo này là nhiêu ký chị? Dạ 36.000 một túi, như là 180. Dạ, 36.000. Hôm qua nó mưa đi. Lại cái cá Campuchia người ta nướng thành những dĩ kiểu này là đẹp ha. Để mà chia sẻ anh, cá này là người ta xông khói giống như bò xông khói vậy á. À, xông khói ha. Mà đặc biệt là Việt Nam mình làm không được. Nó xiên ra là cá, là cá gì ta? Cá phèn. À, cá trèn chứ. Cá trèn xông khói. À, cá trèn xông khói. Nhìn đẹp thiệt á trời. Công nhận, nó là công nhận người ta làm khéo tay thật. Nó là cái hình trong tờ tiền của Campuchia, có một hình tờ tiền à. À, dạ. Tờ bao nhiêu riêng nó có hình trong vậy nè luôn. Tờ tiền riêng Campuchia. Nó có một cái tờ nào đó hình trong như con cá trèn này nè. Đây giới thiệu một vài món nữa, đây cá sặc. À, cá sặc đó là cá sặc của mình hả? Cá sặc, khô cá lóc. Cá lóc này có nhiều loại luôn ha. Đây. Và cái đặc biệt nhất là cái cá này là cái dứa hả? Cái này cá tra biển hồ. À, cá tra biển hồ. Là cá năm hồng. Dạ. Cái này khi mình cắt ra thì cái thịt nó sẽ xốp, nó mỏng. Dạ. Nó gọi là cá lăng phồng. Cái này giá là sao chị? Dạ. Đây mình cắt ví dụ nha. Đây ví dụ con cá. Khi mình khách hàng mua thì mình cắt. Cắt mặn cá nó phồng như vậy gọi là cá lăng phồng, cá đặc sản của người Campuchia. Dạ. Cái này là mình xếp đi Mỹ, Úc, Pháp rất là nhiều. Vậy đó hả? Biết là Mỹ đặc biệt nhất. Khách hàng của mình là bên Mỹ rất là nhiều. Rồi con đi Úc con thấy là một cái cửa hàng ở bên Úc á, người Việt bán hải cá của cô, để cái mặt của cô con bất ngờ nó là vì Úc là thị trường cực kỳ khó nhất trên thế giới. Dạ. Khó nhập được hàng. Ví dụ Úc mà mình gói đi, bắt buộc mình phải cắt bỏ cái đầu này. Dạ. Đây, ví dụ con cá như vậy mà nó có đầu thì bên Úc sẽ không cho mình nhập vào. Dạ ha. Đặc biệt ha. Dạ. À, cắt bỏ cái phần đầu. Cắt bỏ phần đầu. À. Cái như vậy. Nó mới vô Úc được, vô thị trường Úc được. Dạ. Cái tên lăng phồng có nghĩa là khi mà mình cắt ra mà thấy nó phồng lên hay không? Phồng lên. Với lại mình chiên á thì cái con cá nó sẽ phồng lên nữa, nó bùi bùi xốp rất là ngon, gọi là cá lăng phồng. Dạ. Con làm ơn nhớ giùm con cá sặc, cái cá sặc có đầu á. Đúng rồi. Không đầu, không đầu. Còn con cá sặc này là con cá sặc Việt Nam mình. Dạ. Nếu mà con cá sặc này mà mình xuất đi Úc thì bắt buộc Úc không cho mình vào. Tại vì nó có đầu không cho vô nha. Còn con cá sặc mà cắt bỏ đầu như vậy thì mình Úc nhập vào được. Nhưng mà cá sặc không đầu thì nó ngon hơn. Cái này đặc sản của người Campuchia. Còn cá này cá của Cà Mau, châu Đốc. Ủa cái hai con này nó khác nhau không? Nó khác nhiều khác nhiều không chị? Khác nhau thịt cá. Con cá này khi em chiên lên thì nó sẽ ra nguyên một lớp cá luôn. Nghe mình lóc cá cái độ xương cái chính giữa nó đặc biệt cái chỗ đó. Khi em chiên lên cá nó phồng lên, nó phồng mở lên thì cái miếng cá này mình gỡ ra vui được một lớp luôn. Còn con cá này thì chiên lên nó sẽ dính xương, dính xương nó không bằng. Mình thấy hình như nó mỏng hơn đúng không, nó dẹp hơn đúng không?
Cá kia là nó mập hơn. Nhưng mà cá ở bên Cam đây là nuôi hay là tự nhiên cái chị? Nếu mà nói bây giờ mà ra cá mà thiên nhiên là không có đâu, đa phần là cá nuôi. Nếu mà là cá thiên nhiên là không đúng. Hồi xưa thì cá thiên nhiên có, còn dạ, bây giờ xuất khẩu rất là nhiều. Con có một cái thắc mắc như con cá tra này, nếu mà nuôi tự nuôi nha, thì không thể nào mà mình nuôi nổi, vì cho nó thức ăn để nó kích thước như vậy rất là lâu và lỗ. Thì làm sao mà bên Campuchia họ có kỹ thuật nuôi, làm sao mà cá nó to lên như vậy ta? Cái này cũng như là nó quá là thức của người gốc bên đó, từ cái sông bên trong để xe đồ lớn, xả lưới, xả chài chân lưới. Cái còn mà la cá thiên nhiên như hồi xưa thật sự là không có đâu. Đó, bởi vì chân lưới thì cái thức cá của sông Mê Công á, nó có độ ngọt, tự cá mới được như vậy. Còn con cá Việt Nam mình thì nó thịt nó mỏng, với lại cái độ phồng nó 100% là không có. Nếu gốc Campuchia là nó phải như vậy, thành ra đặc sản nhà mình tương xê bán cá này rất là ngon, tương xê với lại cá sặc rất là đặc biệt ha. Dạ, nó dạng như độc quyền luôn á. Giống như cá lóc này nè, mình bán 1 ký 700 ngàn, rồi các bé các cô vào chợ nói ủa sao cô bán mắc quá, người ta bán có 500 ngàn 600 ngàn đó. Dạ không, cái này đặc sản của Campuchia là nhà tự sẽ làm luôn. Còn như hàng chợ nè, đây là hàng của mình. Dạ, nó cũng giống vậy chứ nó không khác gì nhiều ha, nhưng mà cái chất lượng nó khác nhau, cái khẩu vị nó khác nhau. Vậy ha, tại vì con nói chung là người tiêu dùng nhìn vô chắc không phân biệt được. Dạ không phân biệt được. Nếu mà khách nước ngoài với lại các bác mà cái lửa nhìn vô sẽ biết con cá. Tôi mình xanh ăn và thường ăn cái thảo thảo của bí hồ. Sẵn tiện cô giới thiệu luôn dùng lưỡi chân dài đây cho mọi người biết luôn. Dùng lưỡi chân dài, cái này là mình chiên lên. Đúng này này mà chiên là mình chiên lên. Tại vì ở đây người ta gọi là khô cá nhái hay là người ta hay tới gọi là phụ nữ chân dài con? Nếu thường thường là đúng của mình là khô cá nhái, nhưng mà phong tục người Việt Nam mình hay nói đùa vui á là vũ nữ chân dài. Cái này giá làm sao cô? Cái này hiện tại là 700 ngàn một ký. Từ đến Tết nó sẽ lên nữa, mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà hiện tại là 700. Cái này làm cực lắm, được một ký nó là ở lên theo mùa hả? 200 gram à? À 200. Ở trên mùa. Có hai loại nha, giống như loại này loại to nè. Dạ. Có bán cho khách luôn không? Khách tìm mua. Đây là mua là sừng chỉ hàng năm một lần 100 ký đó. Dữ vậy hả? À, mối quen của. Cái nhái cũng là nhái luôn nhưng mà hàng to. Mối quen nhưng mà của hàng cô. To nó lại rẻ tiền hơn hàng nhỏ. Ủa, lạ vậy hả? To nó. Nhỏ làm công phu quân hả? Công phu với lại nó chất lượng nó ngon hơn, chiên lên cái độ giòn mình dùng liền. Xương nó nhỏ hơn và chiên lên ăn ngon hơn. Nó to quá nó không ngon, nó sẽ bị cứng. Đặc biệt cái hàng này, mấy cái hàng khác thì cứ to chừng nào thì nhiều, nãy về lại càng to càng mất càng giá to, ha. Càng to càng mất giá. Cái này mà ăn với cái này là số 1 luôn nè. Đây là cái lá gì? Sầu đâu. Sầu đâu. À sầu đâu. Sầu đâu để ăn với mấy cái loại khô đó ha. Các loại khô như khô cá sặc, cá nóc hoặc là cá kèm sảy nè. Dạ. Mình đứng lên. Hồi nãy quên hỏi cô có cá kia là giá làm sao? Dạ cá đó là 400 ngàn ký. À cá đó là 400. Cá lăng phòng 400 ngàn. Cá lăng. 400 ngàn ký. Sẵn cô giới thiệu luôn giá của mấy cái, còn mấy sản phẩm như cái này giống như là cá lóc này nè, cá lóc của Campuchia mình nè, cá đồng. Cá lóc đồng. Dạ, cá đồng này. Nhỏ vậy đó. Cá đồng là cũng của Campuchia luôn. Là mình bán 500 ngàn một ký. Dạ. Hả? Đây 500 còn ngàn. Cá lớn là 700. Cá nhà sản 700. Nhưng mà thật sự mà nói mà để mà cái cá lớn này làm để một người mà đi chợ mà phân biệt rất là khó, mà rất là khó. Mỗi người rất là nó xanh, hoặc là xanh ăn hoặc là nhờ xuyên ăn với cá lóc và Campuchia cả mấy đâu em phải còn chờ. Ví dụ như mình đây thì mình không có phân biệt được rồi đó, chắc chắn rồi đó. Cái mình phơi lên phải keo lên thì nó sẽ cán lại. Dạ. Đây có mắm được quá trời. Cá lóc nha, ví dụ mình có mua là mình mua chung chung như vậy nè. Như vậy gọi là cứng. Cá cứng có bẻ không được là cứng nha. Dạ. Bẻ khi nào mà mình bẻ cái độ nó cong vô. Mình bẻ con cá lóc mà có độ cong. Cong vậy đó. Cong được hoàn toàn như vậy được hết, gọi là con cá mới. À. Rất là vừa và nó rất là ngon. À, cái cách chọn cá ngon á, chọn khô ngon á. Mà cái độ cứng bẻ không được, cái đó là cá cũ. Dạ. Mình để lâu nó sẽ bị khẩn. À, ngon sẽ cứng.
trước giờ em biết á. Cô Ngọc là có một cái loại cá mà người ta ăn giá rất là cao, đó là cá sủ. Bây giờ thì cá sủ bây giờ có không cô? Cá sủ mình có. Cá đây đây ha. Đây là cá nhà giàu đúng không? Cá nhà giàu đó. Cái cứa này là bao nhiêu cô? Cái này là một lạng 140 ngàn. Một ký nó là 1.4 triệu ha. 1.4 triệu là phần ký, ngọt giữa chứ không nha. Còn nguyên một con mèo nếu con là 900. 900 ngàn. Nếu lấy nguyên con để cô lấy nguyên con. Cá sủ. Vì sao cá sủ lại trở thành một cái món đặc biệt? Cá sủ nó rất là lâu. Đợi rất là lâu, với lại nó còn cá nó tới. Nó rất là nhẹ cân. Khi mà mình chưng lên con cá này rất là thơm. Hoặc là cơm chiên cá mặn. Còn như cá sủ. Cái này là cả gia đình một hết khứa luôn á. Cá nhà giàu. Rồi, đây cái quầy khô của Tư Xì. Của Tư Xì. Rất là mát. Còn mấy cái tôm khô đây à, giá làm sao cô? Nếu tôm khô quá thì mình có nhiều loại cho mắt. Nếu tôm khô quá, nếu mà to như vậy nè. Không bự nó đây. To nó đẹp nhưng mà chất lượng nó không có. Còn mình chuyên về hai thằng tôm này hơn của Campuchia mình. Thì cái tôm này mình bán hiện tại là 1.4 triệu một ký. Còn cái này là 1.4 triệu. Dạ, 1.4 triệu. Cái này nó rất là nhẹ cân, thịt nó ngọt dai. Còn cái độ này thì mình để lâu nó sẽ xuống tắt. Dạ là tôm cũng là có tôm cổ cam nữa. Dạ có. Sẵn cô giới thiệu cái túi quà luôn đi. Trong túi quà nó có những cái món gì trong đó và giá bao nhiêu ạ? Ồ, có túi quà nữa trời. Đặc biệt cái chỗ này là cái đây là tôm khô của Campuchia mình. Bên kia trứng là sao những cái màu đẹp á? Trứng bắp thảo của Campuchia luôn. À, bắp thảo. Đây, hai món này kèm với hũ củ kiệu. Đó, là quà Tết Việt Nam mình. Còn kế đây là khô bò. Khô bò này của Việt Nam nha, khô bò xé sợi, khô bò hàng cao cấp. À. Khô bò, khô trâu, rồi bách thảo, tôm Campuchia. Một túi quà như vậy là cô bán với giá bao nhiêu? Một túi quà này là 950. Yeah. Đây mình có cái túi nhỏ. Đặc biệt ha. Túi nhỏ. Đây làm túi quà mà. Đã hồng hồng đẹp. Nó làm cái trứng màu đẹp đẹp đó trời. Ăn Tết là đẹp hợp lý. Nhất là tặng hơn 3 giờ đó. Không phải đó. Em có gì quen thì cho anh gửi 3 giờ nhân trứng nha. Trứng quà này chỉ có 4.2 thôi nha. 4.2. Đây là hộp điều. Củ kiệu. Tôm thương và trứng bắp thảo. Dạ. Củ kiệu là nhà làm Việt Nam. Dạ, hạt điều chắc Việt Nam luôn hả cô? Việt Nam luôn con. Chỉ có là tôm khô. À không, mực. Xin lỗi, khô mực. Vậy là chỉ có tôm với trứng là từ Campuchia. Trứng là Campuchia thôi. Vừa túi tiền, còn nhẹ đẹp. Túi quà vậy là 420. 420. Dạ. Nhưng mà cái đặc biệt cái trứng bắp thảo này nè. Nó khác với Việt Nam mình nha. Khác chỗ cái màu hả? Dạ. Cái hơn, con này nhìn nè. Con là còn hơn ký á. 1 kg mốt à. Đó, thằng. Nó đặc sản nếu mà cá Campuchia nó rất là nhẹ cân. Còn cá Việt Nam mình nó nặng muối đó, nó nặng cân. À. Cái số này làm sao mà ăn hết được một con cân? Nếu mà muốn như vậy người ta phải cắt khúc ra lại từ từ. Ví dụ khách hàng có nhu cầu mua của mình lắm thì mình cắt. Cái khúc rồi cô mới gói qua cái phanh phanh vậy cho mấy bà 30 đồng. Gói từng lát rồi đó, từng khúc rồi đó. Từng lát rồi mấy cô bán tự chủ lại cái đường lát nặng nữa rồi đó. Ok, làm một kỹ vậy mới đưa đi xa được. Đi máy bay rồi. Thường bà con làm món gì là ngon nhất chị Thanh? Cá sủ này là tôm chiên cá mặn. Hoặc là chiên chấm đường. Hoặc là chiên chấm đường. Chà, cơm chiên cá mặn mà có giá gì khủng ha. Trước giờ nghe cơm chiên cá mặn là thấy người khó khăn ăn, bây giờ cơm chiên cá mặn là cao cấp cơ. Cả triệu, triệu mấy ký khủng luôn. Đặc sản thiệt. Nó như cô vậy, cùng con cá chết đây mình cho coi cái mẫu nha, con cá chết thì cái sao phân biệt được con là sống chết? À cái màu á hả? Cái màu à nó lên cái màu. Thì sấy thì nó con cá chết đó.
khi mà mình xoáy lên nó không có được lên cái độ như vậy. Dạ. Cá nó đã chết rồi, nó đâu có được bằng tươi như vậy. Đúng rồi. Đây là con cá chết, còn đây là con cá sống. À, ô, vậy là cô phân biệt được là luôn, hay quá ha. Hai cái màu nó hơi khác nhau một xíu nè. Dạ. À, từ. Cái sẽ lấy tay qua đây một xíu nè. Rồi, là cho bấm tấm ha. Hình là để mọi người dễ phân biệt. Đó. Cái giá cả. Đúng rồi. Nhớ nhớ ở trên lệch nhau nhiều hơn nhiều không cô Ngọc? 100.000 một cả trăm ngàn dữ ha. Dạ. 100 tới 150.000 một quỹ luôn đó. Ồ. Thành ra nhiều khi khách hàng nói là mình bắn mắt, không phải đâu, nó có cái giá của nó. Khi con cá này cá chết làm ra là sấy cái màu nó được vàng đâu. Đúng rồi, nó ngã vàng một xíu. Còn cá này cá sống làm ra thì cái độ của nó bình màu được. Dạ. Đó. Hai con cá nhìn khác nhau. Khác nhau. Được một cái là con Ngọc cô bán là cô giới thiệu rõ hàng nào Việt Nam, hàng nào Campuchia. Tại vì cái hàng này nếu mà mình không nói như vậy thì khách hàng đấy, ủa tôi hỏi chợ này cái hàng 8 con mà bán có 500 ngàn. 550 ngàn, sao mà bên kia bán tới 700 ngàn rồi mới phân biệt, nó hai lần. Này là chết. Hai cái này cái chết nè. Màu nó cũng tái rồi. Còn này cá sống thì màu nó bị đậm đà. Màu nó sẽ sáng. Hay quá. Cái sông này chỉ là bẩn thôi, cái khách hàng xem thôi chứ mình không bán loại này. Dạ, mình chỉ là bán loại tươi sống kia thôi. Tươi sống loại cao cấp thôi. Sáng ăn cái trứng bạch thảo cái giờ ta no luôn rồi, nó ngang luôn á.